con Anh như này. Nó nấu ăn rất khéo cô ạ. Nó học cũng giỏi. Nó dỗ em cũng giỏi. Nhưng mỗi một cái như thế này mà em cảm thấy vẫn chưa yên tâm về con. Bao giờ cũng thế, là chia đều bốn chị em gái. Nhà em không con trai, có bốn cô con gái thôi. Bốn chị em gái chia đều nhau. Nhưng mà xẻ cháo cho em thì bao giờ cũng xúc cho em cái phần ít thịt hơn. Mình bao giờ mình cũng lấy cái phần nhiều thịt hơn. Tức là trong cái cháo đấy có rất là nhiều thịt, thì bao giờ cũng thế, xẻ cho mình cái phần nhiều thịt hơn và cho các em cái phần ít thịt hơn. Và nó có thể lấy ít đi so với các em. Nó có thể lấy, nó không tỏ ra là nó ăn tham đâu. Nó bảo là đấy, tao lấy bát ít nhá, chị lấy bát ít nhá. Có thể lấy bát ít hơn, nhưng cái bát của nó thì lúc nào cũng phải nhiều miếng ngon nhất, nhiều thịt nhất. Hay thậm chí là mua hoa quả cũng thế. Ví dụ mẹ mua hoa quả, mẹ bảo là như này, như này, như này. Đấy. Thì không tranh giành đâu, nhưng mà cứ lấy, lấy sau đó mang vào trong phòng và ăn một mình. Và nhiều lúc em ấy còn phô với mẹ là mẹ ơi, chị ăn một mình, chị không cho con. Chị mua cái này cái kia ăn một mình mà không cho con. Có nghĩa là thích ăn loại bim bim này hay là thích ăn loại ăn vặt này thì mua và nhét vào cặp một mình và không cho em. Thì chị bảo là nhà em ấy bốn đứa thì có hai phòng, nhưng mà hai phòng, mỗi phòng thì em đều xây dựng, em đều mua cái giường tầng. Tức là chị ở một một tầng, giường tầng trên, và em ở một giường tầng dưới, chứ không có ngủ với nhau, cho ngủ riêng, bởi vì nó cũng dẫu dẫu rồi. Đứa nào bé thì cho ngủ ở tầng dưới, đứa nào lớn thì cho trèo lên tầng trên. Thì nó bảo chị toàn cất ở trên giường thôi, chị toàn cất ở trên giường cao thôi, bọn con không lấy được, bọn con không biết. Mà lấy về chị biết là chị đánh bọn con. Nên là có cái điều đấy thôi, về học hành, về ý thức, tất cả mọi thứ em thấy rất là yên tâm. Nhưng mà riêng có cái việc mà ích kỷ thì em chưa biết làm thế nào để mà có thể giúp con em bớt đi cái sự ích kỷ đó, cái sự tham ăn đó, kiểu như vậy. Kể cả pha sữa cũng thế cô ạ. Ngày xưa ấy, bây giờ nó không uống sữa hộp nữa, chứ ngày xưa là pha sữa cho các em và pha sữa cho mình. Thì pha sữa cho mình lúc nào cũng pha đặc hơn, lúc nào cũng pha ngọt hơn, lúc nào cũng pha đặc hơn. Còn pha cho các em thì kiểu gì là kiểu là loãng hơn, chứ không có pha như là mình uống đâu. Đấy. Và em để ý cái hành vi này lâu lắm rồi, nhưng mà thật sự không biết làm như nào cả. Mà ngày xưa chưa biết đến cô thì còn giao tiếp sai, là con này ăn tham, con này sống ích kỷ không biết gì đấy, kiểu là như vậy. Nên là đôi khi cái cách nuôi dạy của chúng ta làm con của mình dần dần trở thành những cái đứa trẻ ích kỷ. Thì khi mà cô đang trò chuyện với người mẹ đó, và rồi người mẹ đó nghe những video, thì người mẹ đó mới hiểu được rằng à đúng rồi, ngay từ bé lúc nào cũng thế, lúc nào cũng bắt nó nhường, lúc nào nó cũng bắt nó nhường, nhường em đi, nhường em đi, nhường em đi. Và rồi mình luôn vẻo cái phần ngon cho em, lúc nào cũng thế, ngay từ bé. Mà em lại không nghĩ đến là con của em nó phải trải qua là tận 3 đứa em. Tận 3 đứa em, nên là hầu như không bao giờ bạn ấy được nhường cả, không bao giờ bạn ấy được ưu tiên hết. Nên là lúc nào bạn ấy cũng cảm thấy bạn ấy thiệt thòi, lúc nào bạn ấy cũng cảm thấy bạn ấy thiếu. Và vì thế nên là bạn ấy cứ phải lấy nhiều hơn cái phần đó. Bởi vì đằng nào mình cũng phải bị nhường em mà. Cái gì cũng bị nhường luôn ấy, ăn cũng bị nhường, ôm mẹ, nằm cạnh mẹ cũng bị nhường. Chị bảo đúng thật cô ạ, nghĩ đúng là mình sai. Ngày xưa ngủ cùng cũng thế, lúc đó, hai mẹ hai bên hai đứa, nhưng mà em nó không chịu, nó cứ bắt là mẹ của mình nó thôi. Rồi ngủ cái đứa em thì nó ghê gớm, nó không cho mẹ phải lật mặt sang bên chị, nó cứ bắt mẹ phải ngoảnh cái mặt sang bên này, tay không được cho tay sang bên chị, cũng phải bắt ngoảnh tay sang bên này, ngoảnh cả người sang bên nó. Cái đứa em ấy nó ghê gớm, thế nên là nó cứ phải lầm lũi, nó chấp nhận cái điều đấy. Nên bây giờ em nghĩ lại thì đúng là do em đã vô minh, đã không biết, nên là từ bé đến lớn là em thấy con em, cái bạn lớn ấy rất là thiệt thòi luôn. Mình cứ đẻ sòn đôi sòn mà sau lúc nào cũng nhường em đi. Và rồi có những lúc nó là thông cảm cho mẹ, thông cảm cho bố. Em bé thì phải như thế, nhưng mà trẻ con thì nó không biết thông cảm các anh chị. Trẻ con thì cần sự công bằng,
trẻ con không biết rằng chị học lớp 5 còn em học lớp 2, có nghĩa là chị phải nhường em. Trẻ con không thích cái điều đấy, cho dù là lớp 5, cho dù là lớp 2 các anh chị nhé. Nên là không biết, không có thông cảm gì hết. Tóm lại phải công bằng, đối với bất cứ đứa trẻ nào là phải công bằng các anh chị. Nó không định nghĩa nó lớn hơn nó phải nhường đâu, mà bắt nó phải nhường là nó tức lắm. Mà nó không chống lại được thì nó bắt đầu nó phải đi ăn dấu. Bởi vì nếu bình thường thì mẹ chia cho các em mà, mẹ đâu có chia cho mình nhiều đâu. Nên đằng nào mình cũng phải nhường bọn nó. Mà mình ăn không nhanh mình cũng bị nhường luôn. Mình chưa ăn nhé, mình chưa ăn, mình cất đi, mình chưa ăn rồi mình cũng phải nhường cho nó. Nên là cách tốt nhất là mình lấy sẵn đi, lấy sẵn luôn đi. Thì chị nhận ra rằng cái cách nuôi dạy của chị nó bị như thế đấy. Chị bảo là em hối hận nhất có một lần như này. Em mua xoài về thắp hương. Lúc đấy là em mua vào ngày 13, 13 âm lịch. Thì em để đến ngày rằm thì em thắp hương. Nhưng mà em thấy nó bị mất một quả xoài. Và rồi em hỏi, không đứa nào nó nhận. Không đứa nào nó nhận là nó ăn cái quả xoài đấy. Em mới bảo là rõ ràng là mẹ mua 7 quả mà bây giờ chỉ còn có 6 quả là như thế nào. Chẳng nghĩa tao lại đếm nhầm mà. Đứa nào ăn rồi. Và rồi nó cãi phay cãi biến. Em nghi ngờ ngay chỉ có con lớn thôi, bởi vì nó là hay ăn dấu nhất. Còn mấy đứa kia là nó không bao giờ nó ăn dấu cả. Nó ăn là nó sẽ rủ nhau ăn. Riêng có con lớn là nó chắc chắn nó ăn dấu. Thế rồi em đi em lục em tìm các kiểu luôn. Thì em mới thấy ở trong cái nhà tắm ở trên tầng của nó là có cái dính cái vỏ xoài. Dính một tí thôi. Thế và rồi em lôi nó ra em đánh nó. Em lôi ra em đánh. Mà sau chị phải vào khóa chữa lành, chị chữa lành đi chữa lành lại đấy các anh chị ạ. Cái ký ức tội lỗi đấy, mình để con mình thèm thuồng, mình để con mình có cái tính như thế là một cái lỗi rất lớn do mình. Nhưng mình không biết, mình lại nghĩ rằng con tham ăn. Ngay từ bé suốt ngày nó phải chia sẻ phần cho người khác, nó thèm ăn xoài. Mà bây giờ bổ ra thì có khi nó lại phải gặm cái hột. Bởi vì mẹ lúc nào cũng bảo là chia cho các em với, rồi nhường cho em cái này, nhường cho em cái kia. Lúc nào cũng trong một trạng thái là mất đi cái miếng ăn. Lúc nào cũng trong một trạng thái là mất đi, chứ mình không có được. Nên là nó thèm và nó muốn sở hữu một mình thôi. Nên là nó không biết rằng mẹ mua xoài để thắp hương. Bởi vì trẻ con nó đâu có biết ngày 13 hay ngày rằm đâu. Nó đâu có quan tâm đến cái ngày đấy. Thì tóm lại là mẹ mua thì theo thói quen bình thường thì nó ăn. Nhưng mà nó sợ mẹ, nó không dám khai. Bởi vì mẹ bảo tao mua được 7 quả xoài đẹp như tranh vẽ, và để mà tao thắp hương, mà đứa nào ăn rồi. Thế nên là nó sợ hãi, nó không dám khai. Nên là chị phải vô cái quy trình ở trong cái khóa chữa lành. Chị phải chữa đi chữa lại, chữa đi chữa lại cái ký ức mà chị đã làm tổn thương con của chị. Và sau đó chị phải làm lại từ đầu với đứa trẻ đó. Bởi vì bao nhiêu năm nay mình nuôi nấng, lúc nào mình cũng bắt con phải nhường nhịn. Lúc nào mình cũng bắt con phải là chị cả thì phải thế này, phải thế kia các em, phải nhường nhịn cho các em. Nên là thành ra tự nhiên làm con của mình trở thành một đứa trẻ ích kỷ. Chị bảo ba cái đứa kia nó có thế đâu, cô không biết nó giống ai. Lúc đầu ấy chị bảo thế, ba cái đứa kia nó có thế đâu, không biết nó giống ai. Thế nó đủ rồi thì làm sao nó phải ích kỷ nữa. Nó đủ rồi, lúc nào nó cũng được nhường rồi, lúc nào nó cũng được yêu rồi, lúc nào nó cũng được thương rồi. Thì nó đâu có cần phải ăn giấu ăn giếm nữa. Nó đâu có cần phải ích kỷ giống ai nữa đâu. Nên là chính cách nuôi dạy của mình mà làm cho con của mình trở thành những đứa trẻ ích kỷ các anh chị. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.